ngày không biết xin làm gì cái gì anh. Chào Thảo, đang làm gì á? Em đang quay nhân tướng lạ nè, có hình như là có một cô gái. Ủa? Đang ngồi trò chuyện với cô gái nè, thấy cũng là lạ. À, thật ra nãy giờ là đang núp ở đây mà quay lén đâu vậy? Quay lén. Tại bữa nay ông hẹn hò đó ta, chỉ đổi ta. Vậy nãy giờ là Thảo thấy lâu chưa? Mới lại là thấy nãy giờ là thấy hai người ngồi là quay lưng lại đó. Dạ, thấy coi vẻ tình tứ quá ha. Để mình đi ra gần này coi sao ha. Đi lên nhà đừng trông hay nha. Hai anh em mình núp lùm đây coi. Dạ, nó đây cho hẹn hò nó ta dữ dội ta. Trời ơi, mặt quá gì vậy? Đang tâm sự ha. Cô gái hả? Cô gái tóc dài hả? Con nhẹ quay ra nè. Quay qua đó, cắt về đó. Nghe tiếng sọc sạc đó. Quân địch đóng cách đây 200 dặm. Chào sư huynh. Chào. Bữa nay trốn hàng em lên trên này hò hẹn với cô gái nào mà đẹp vậy? Gái nào đâu. Chào cô nha. Xinh đẹp dữ ta. Vợ ta đó. Hả? Vợ ngàn năm rồi mới gặp đó. Ủa? Ta tới ngàn con rồi giống phải. Vợ thứ mấy? Vợ thứ mấy? Vợ thứ này chắc 9999 á. Dạ. Vậy hả? Tên gì vậy sư huynh? Đẹp gái quá vậy? Em tên gì nói đi, anh không biết tên đó. Hồ Ly. Hồ Ly luôn hả? Củ Dĩ Hồ, chín đuôi. Tên Hồ Ly hả? Hồ Ly chín đuôi đó. Nãy giờ hai người hò hẹn lâu chưa mà thấy ngồi thấy im cái gì? Im chứ làm gì giờ? Vậy hả? Sao không lựa chỗ nào kính rồi lựa chỗ nào... Ủa, kính gì? Kính người ta để ý. Người ta ngồi gì cho ấy. Trời Phật để ý được rồi. À, thành ra lựa một cái cảnh mát mẻ vậy ha? Trời Phật cảm ứng chứng minh là được rồi. Dạ. Sư huynh nói là cô gái này là tiền kiếp với sư huynh là sao? Vợ, Hồ Ly đó. Anh là 12 con giáp là vợ anh hết nè, vợ con không à. Đứa nào mà ra khỏi 12 con giáp qua con giáp 13 nó mới hỏi là vợ của anh. Xuân uống nước đi Xuân. Đúng rồi, đó tao mua sẵn cho hai ly chai trà xanh cho hai đứa mày đó. Tao biết mày lên là bấm tay tao biết rồi. Lên gót nãy tao kêu thằng Thảo Dũng lên nó cúng rồi đó, cúng rồi đó, tụi mày bò mặt lên uống đi. Ủa má thấy được rồi, linh hai mày linh lắm á. Bữa nay sao mà tròn cái khăn gì mà dài sọc cái kia vậy? Ủa? Hả? Áo tròn mà. Chàng là chúa muôn loài, nàng là ánh sao trời, nơi Tây Bang đức vua anh minh, ngôi hoàng nương chánh cùng là nàng, cùng lục quốc tranh tài. Nàng này gồng gánh sơn hà, diện tiền khiên kiếp xưa nha, cùng nhau chào lời âu yếm ơi mặn nồng. Bài hát này nghe quen quá ha. Cô gái này có biết hát gì không anh Xuân hả? Em tặng mọi người một bài đi, cặn thế giới một bài đi em. Hát tiếng thiên được không? Được. Tiếng thiên luôn hả? Hát tiếng thiên tại vì ở đây đang rừng núi đi. Dạ, vậy ha, hát tiếng thiên luôn ha. Để gắn lên coi. Dạ. Rồi cứ để. Tiếng thiên nha. Ngày hôm nay có duyên với các anh thì hôm nay em cũng hát một bài của tiếng thiên. Nếu có duyên thì em dịch tiếng thiên cho tặng tặng cho chồng em. Tặng cho chồng em và hai huynh một bài. Xin thao khôi sĩ xin ta tộc khôi sĩ thì sĩ ta tộc sĩ. Này, cùng chúa đó. Ngài nha, chào các ngài, các người phương xa, các người đang chuẩn bị xem trên kênh đây. Khôi sĩ ta khôi sĩ ta sĩ sĩ ta khôi sĩ thì sĩ ta khôi sĩ thì sĩ ta. Chào các anh em vinh đệ, các tiểu muội ở phương xa. Khôi sĩ ta khôi sĩ thì sĩ ta khôi sĩ thì sĩ ta khôi sĩ ta khôi sĩ ta. Ha xin thao xin ta chỉ sĩ xin xin. Này, Trung Quốc nè, Quốc Hồng Trung Quốc về nè. Chỉ sẽ cho xin ta xin xin chỉ cho thảo hoa ha chỉ sẽ xả chỉ cho cô sĩ xin xin ta đổ xả la chỉ cho xả la chỉ xin ta xin ta chỉ cho xin xin ha xả la xả đủ khi xin chỉ chỉ chả chỉ cho phải chỉ cho chỉ cho. Thì hôm nay gần tới đình lễ của đình Thế Sơn thì nơi đó là Phật Thánh Tiên hộ tụ về cái lễ hội. Thì các anh em nào mà ở phương xa mà về không được, thì các anh em nào đang được nằm trên bao mà được thấy về Hắc Sơn Bạch Núi thì có tâm linh đó, thì nơi đây chỉ là chào mừng các ngài thôi chứ không có ý định gì. Thì kính chúc mọi người được mạnh giỏi si tập và si tập. Tiếp theo sư huynh.
tôi sau khi mà cô gái hát tiếng thiên vậy, xuân thấy có cái ý nghĩ gì không xuân ha? Cũng bình thường thôi, quốc hồn trong quốc mà nó là con của mẫu diêu chị á. Thì nó là con của bà Cửu Thiên Nguyên Nữ. Ngày xưa quý vị mà đánh trận á là do Cửu Thiên Nguyên Nữ hộ độ mới được đánh trận, như ông vị Lưu Bị đó có Cửu Thiên Nguyên Nữ hộ độ mới được thắng trận. Nhưng mà năm vị đó đều con của mẫu Ngũ Công Dương Phật đó. Ông đầu là Lưu Bị đó, gồng vàng đó. Thanh Long là ông Quan Công đó. Gồng trắng là Triệu Tử Long đó. Gồng đen là Trương Phi đó. Còn Quang Bình chính là con gồng còn lại đó, gồng lửa đó. Thì năm vị đó chuyển nhau mà. Nhưng mà ông Quan Công ông cũng hiện gồng lửa được đó. Khi ông nóng lên ông mặt ông đỏ lên đó. Đó. Tao nóng lên mặt tao cũng đen thui. Tím mình hết trơn. Dặn tím mình đó, đen đó. Sao sư huynh không để bộ câu cho nó dài dài luôn, sư huynh mà ngắn ngắn mà sư huynh này mới có 1 tháng nè. Mới 1 tháng nè, để dài chừng năm là tới đây rồi nè. Chứ ngắn ngắn mà nhìn vút vút là thấy khó chịu quá. Thấy ngứa không? Bởi vậy chúng chửi tao hoài đó. Bữa anh để 4 tháng là dài tới đây rồi nè. À vậy hả? Giao câu anh mau ra lắm. Gì nữa mình để dài dài luôn sư huynh. Để mà chuyện này để mà. Để mà, cha kêu để mà. Chuyện này ai cạo râu tao là người đó lên bàn thờ, tao kế bên bàn thờ. Vậy nữa mình lại tiệm tóc mình phải nói. Thôi nó cạo rồi. Giờ anh lại tiệm tóc chỉ nhộm tóc thôi chứ không có hết nữa. Như tỉa cho mỏng thôi. Để sư huynh nhìn cái cô này gặp ở đâu mà sư huynh lại dẫn vô. Anh biết đạo lâu rồi. Biết lâu rồi. Vô nhãn này mà tâm sự với sư huynh. Nhãn đâu nhỉ nhãn? Ngồi ngay giữa thanh thiên mịch nhật mà nói dẫn vô giường nói vậy đó là sai đó. Xin bên đây nhãn không nè. Nhãn mà không có nhãn. Không có trái. Hả? Không có nhãn. Cái này là kêu là hủ nhãn vô châu đó, chưa có trái là không có lên là vô châu là không ăn được. Rồi theo như cô gái này thì cô gái nhìn thấy sư huynh này thấy như thế nào? Sư huynh có quen không hay là có lạ hay là có khác gì không Nhìn tiền kiếp của anh á. Quen nhưng mà cái người này có hồn từ bên cái của ông Phật Thích Ca. Chuyển xây về đây giống như cái một cái gì mà bạn của Đức Phật hồi xưa á. À tức là mình cái căn gốc mình đó ha, mình Ấn Độ ha. Đó, bạn của Đức Phật lúc nào cũng có cái một cái gì mà thân cận kiểu với Đức Phật hồi xưa á. Cà Diếp. Thống lĩnh Đại Đà. Ông Cà Diếp là ngày xưa thống lĩnh Đại Đà đó. Nhưng mà ông truyền cho anh. Anh là con Thích Ca La Hầu. Sau này khi Đức Cà Diếp nhập Niết Bàn là truyền lại cho anh. Anh là tổ thứ hai. Anh là thống lĩnh Đại Đầu Đà. Khi ông truyền cho anh là ông cho anh cái mặc hiệu đó, thống lĩnh Đại Đầu Đà. Làm đại tướng quân, ai lo việc gì cố gắng lo cho tốt để lo tròn tâm lãnh ngăn đồng tại thế. Tỳ kheo Linh Sơn Phật Hội U Bà Đa Tắc U Bà Di vật lý phi vật lý nhiên đăng cổ Phật ký nhận. Chuyện này. Con thưởng, con ngoan thưởng, con sai phạt, chạm đầu luôn đó. Long đầu chạm trời lĩnh hết. Màn này rồi cha đã thích nói rồi. Huynh về hỏi cha rồi. Cha nói nè, ta đã dạy con các con từ vô lượng kiếp rồi, chứ không phải cuộc kiếp này. Sai thì gắt sám hối đi. Bây giờ sám hối còn kịp đó, gắng sám hối đi. Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát, Nam mô Đại Thế Chí Bồ Tát. Nay con thinh thành tâm sám hối tội lỗi của mình và củ quyền từ vô lượng kiếp đến nay. Một kiếp không đủ. Xin các ngài cảm ơn chúng mình hộ độ cho gia đình con được bình an vô sự, tai qua nạn khỏi tật bệnh tiêu trừ nghiệp lớn quá nhỏ, nghiệp nhỏ không mà đồng ngăn được thăng tiến. Chỉ vậy thôi mà sám hối không được nữa thôi, hết chuyện. Chết gắng chịu đi. Mình sám hối sao lại có cái câu đồng ngăn thăng tiến là như thế nào sư huynh? Ủa em có đồng ngăn lấy gì em sống? Không có Bác Hồ lấy gì em sống? À. Bác Hồ là vua Việt Nam đó. Anh vậy đó. Anh bây giờ anh cũng có vợ đó. Mà vợ anh phải Bồ Tát cũng được. Vợ anh nè. Nó cũng là con của mẹ Quan Âm. Nhưng mà giờ nó không quay đầu. Chuyện này anh bỏ luôn. Tức là phải có cái tâm Bồ Tát đúng không vợ anh á? Thương tâm người Bồ Tát. Phải thương người. Nè nè. Vợ thì 5-7 thuộc quyền nhất gia. Vợ anh phải ít nhất phải 5 lân xa trong người. Được mở 5 lân xa trong người mới vợ anh được. Hoặc là 7 lân xa. 7 lân xa là ngang với thất tổ rồi đó. Là vợ của thất tổ đó. Như Đức Công Quảng Trần Thành là thất tổ đó. Thì bà Nguyễn Thị Thanh chính là Bồ Tát đó. Hiểu chưa? Vậy là sư huynh nhìn ở bên đây là có phải là vợ của mình thật vợ sao? Nhưng mà vợ kiếp trước mà nó có nhận anh không, muốn theo anh không, tùy nó. Vậy là phải hỏi bên đây. Vợ kiếp trước ha. Đây Hải Phòng cũng có một em mới điện nữa. Cũng vợ tiền kiếp đó. Mà anh tới ngàn đứa, đang khoan đứa. Nhưng một đứa nào tránh cung anh phải hỏi mẹ mới được. Còn Phi Tần thì quý phi rồi đầy hết chẳng hạn. Muốn theo hay không thôi. Anh đông cung thái tử mà. Làm gì? Không có.
như tụi em cũng hoàng tử đó, em cũng hoàng tử đó, hai anh em đó, và đây là ba thằng mình là anh em không nè, anh là anh cả nè, tới anh Dũng và tới anh Thảo nè. Cái đó là truyền kiếp đó ha. Truyền kiếp đó. Thí dụ như vợ tiền kiếp của anh nói tiếng Thiên, anh có dịch được không? Tùy ha, lâu lâu dịch đừng câu chay vậy đó. Thôi bây giờ hai vợ chồng nói với nhau đi. Lâu ngày gặp lại phải. Thôi bây giờ kêu ảnh ca cái chú đi. Đại bi. Đại bi có quan âm thì cho nó múa cho coi. Em múa cho các ngài. Rồi em vô trong cái múa quét dọn cho sạch đi, lấy chổi quét dọn sạch đi. Bidda kritta tana ja yura mata dara. Bidda kritti. Namo rana chaya namo ayachana sarara vairuchana vyuhaya chaya taharapaya anahate samya sambudaya namo savatakarate ke angdahatake samya sambudikwe namo aya apalokite surya hai bohi shaktoya mahasakwaya mak Canonicaya, Taya, Taum, Dara, Idi, Ruru, Iti, Wari, Chale, Rachale, Rachale, Kusume, Kusuma, Vari, Limili, Chiti, Chalama, Bana, Yesoha. Namurana chaya namo ayachana sarara vairuchana vyuhaya chaya taharapaya anahate samya sambudaya namo savatakarate ke angdahatake samya sambudikwe namo ayapalukite shorya bohe shaktoya mahasakwaya mahakalonikaya taya taham dararara diririri rururu iti weru Chale chale, ra chale ra chale, kusume kusuma vare hili mili chiti chala ma bana yeshoa. Sri, tamatana matana. Rồi, nghe đi. Xe ra. Rồi. Rồi, xin chào cô gái nha. Dạ. Xin lỗi mình tên gì vậy cô ha? Nãy giờ kêu Ly đi. Cô Ly. Cô gái Ly nha. Hầu Ly mà. Cái duyên gì sao mà cô gái lại được nghe được những cái tiếng của tiếng Thiên hoặc là tiếng của những người mà khi mà ta về xác đó. Dạ. Ta nói này kia đó thì cũng có người hiểu người không, nhưng mà tại sao nguyên nhân sao mà em lại dịch được những cái tiếng đó? Tại vì cái nhân duyên của em là một người không dịch cho những các phần mà các nước mà đến nước Việt Nam mình á, người ta đã chết mà còn quốc ức gì đó, cái người ta về xác cho con cháu người ta, người ta muốn con cháu ta làm những gì đó, ta sẽ nhờ mình không dịch cho người ta. Nhưng mà các phần đó muốn cái gì đó về cái xác đó mình không dịch, tại nhầm người á, về phần á nói được nhưng mà không dịch được, mà không hiểu được. Dạ, thì đó là chung căn. Mấy vậy đó chung căn không hiểu được. Dạ. Nhưng mà cái anh muốn hỏi là cái nhân duyên gì sao mà em lại được hiểu được cái tiếng đó, từ đâu bắt nguồn từ đâu em được? Đại căn hiểu được. Tại vì em làm những cái việc phúc mỗi ngày. Tại vì em làm những việc người khác làm không được, em làm được. Chẳng hạn như vậy chị? Em lấy rút nam cho mọi người, em chia sẻ tình thương cho mọi người, đến miếu á, đến chị bệnh cho mọi người. Em làm những việc mà để giúp mọi người vui thôi. Cũng như em đang ở chợ, em cũng là ở chợ phụ những người kia bán. Em không nghĩ gì hết, nhưng mà ở trên cho mình cái khác. Có thể em sẽ dìu căng cái người đó muốn về, nhưng mà ta không biết múa như thế nào. Mình dìu cho người ta múa, người ta khi chăm quan người ta về á, bích giỏ, quyền hay là cước, mình cũng phải dìu cho họ ra. Cũng như mình thúc giục cho họ ra, các cuộc lễ đó em đứng em hầu làm thúc giục cho mọi người ra. Đó. Như là mình là người dìu dắt vậy đó. Không dìu dắt, nhưng là phải mở kèm lại đó, người ta đang về xác đó mà cái xác nè, đó như nói là nói cho tụi em hiểu nè lại. Cũng như cái cậu phá bị đóng mà bé này mở được hiểu chưa? Rồi mình mới dìu họ ra. Rồi có những người chưa biết cái đường mà múa như thế nào, trình lễ như thế nào. Nói chung là tiên học lễ, hậu học văn, mà văn mình không có, lễ mình không có là mình không học được gì hết. Thì đa số các người lớn đã đi trước rồi, các huynh đệ đã đi đó. Tại sao người ta đi chậm hơn người ta? Tại vì người ta không biết lễ nghĩa. Người ta không biết cách sống của xã hội như thế nào. Mình sống nhưng cho quà với mọi người.
nhưng họ không chịu hòa với mọi người. Nói chung là họ được thiên liên cho họ những cái thứ cao cả hơn người khác, họ ỷ như đó rồi họ xài, họ nói là đủ rồi, mình bao nhiêu cũng không đủ, bao nhiêu cũng không thiếu. Nhưng hôm nay có duyên để chia sẻ cho các huynh đệ ở phương xa nghe. Cái này là thiên liên ban bố mình làm được cái gì thì thiên liên cho mình cái đó, chứ không mình muốn đâu được đâu. Giống như em không thích đi tu, nhưng mà em bị các ngài phải bắt em đi tu. Bắt mình phải theo con đường nào ha? Dạ đúng rồi. Đó, nói chung là cái này là trời đất chọn mình chứ mình không có chọn trời đất. Từ từ các ngài cho mình, thì mình đi dẫn người ta đi Campuchia hay là đi miền Trung hay là đi Hà Nội hay đi bất cứ nơi đâu, miền Trung, miền Bắc, miền Nam mình đi hết, chỗ nào cũng đi hết. Nhưng mà cái điểm nào quan trọng với cái xác đó, cái hồn đó muốn về chỗ đó trình thì mình dẫn cho họ đi. Dẫn họ đi. Dạ đúng rồi. Khi mà họ nói những cái tiếng gì đó mà gia đình không hiểu. Dạ đúng rồi. Mình sẽ dịch lại cho họ. Cũng là một cái căn duyên đặc biệt ha, giống như là hướng dẫn viên du lịch ha. Dạ đúng rồi, em thông dịch nhiều tiếng chứ không phải là một tiếng. Tiếng. Nhưng mà khi cái người đó về em mới thông dịch được. Bình thường khi em nói được nhưng mà em không cho em dịch. Khi cái người đó cần kêu em dịch, em sẽ dịch. Cũng như tự động mình có cảm giác để dịch cho. Cũng như là dịch đó, dịch giật đó. Chứ không phải là tiếng Anh của mình đi học thường ngày thì mình nói cái gì cũng được hết trơn rồi. Nhưng cái phần đó nói khi là cho phép mới được dịch. Quá trời cái gì nữa vậy? Kiếm được cái bông đồng cung thái tử mà. Còn hay có bông hoa trên đầu mới được không? Cũng như kim khôi đó. Máu y chính tề hầu nương nương, khói hương tâm thành trình diệu cung, nương nương vi hành cùng con thơ trùng phung, cuối sinh mâu hoàng nhận hương đăng, lướt mây cởi gồng cùng xe lon. Vậy là đủ trình rồi đó, anh không cần phải vô lễ trình cúng kiến cho mệt, ngồi đây rót cái thuốc cây nhang cũng trình được. Nghĩa là mình gió về đó, gió về đó, thành tâm thì ở đâu mình trình cũng được. Ly ơi, có thể là chia sẻ cho bà con hồi xưa đó là lúc mà mình bị hành căn đó, trong cái thời gian nào, lúc bao nhiêu tuổi không? 25 tuổi, lúc đó ở Sài Gòn đang làm việc bán quán bar. Thì ở đó là làm cho tiếp khách những người mà Tây Paulo á, là nói tiếng Anh, là biết ở đó. Biết nói tiếng Anh không? Dạ biết. Hey, hello everyone. Today I talk with you something I know Buddha. I know English a little bit. Tại vì em nói tiếng Bòi nhiều, tại em sống có tiếng Bòi. Em ở đó 5 năm. Khi em bị hành căn đó, thì trong cái số quán bar, tại vì tụi em tranh giành với nhau, đấu đá nhau, khi mà bị hành căn em tưởng là người ta hại em. Là em làm gì cũng hư hết. Em chỉ nằm không ăn không uống. Em chỉ nghĩ người ta hại mình thôi, cái mình đi thầy đi bà cũng tốn rất là nhiều tiền. Sau này không làm được cái gì hết, cái quay về quê á, cái người này kia dẫn đi chùa đi núi, cái từ ta hỏi mày có duyên với ai vậy đó, cái cũng đi, cái thích đến chùa đọc kinh, làm công quả ở chùa được một năm. Khi đọc được làm được một năm rồi đó, rồi các ngày á, bốc không cho ở chùa nữa, phải đi dùng Hất Sơn Mỹ Núi đi, lễ nào cũng phải đi. Rồi cái mình đi mình nhìn được những mọi thứ xung quanh của mình, mở nhãn rồi đó. Mở nhãn rồi sau này em mới trụ đây được 3 tháng mấy, em ở chợ Lâm Dầu, em mướn nhà em ở đó để làm việc của thiên liên đó. Một tháng em nấu đồ chay ở trong miếu bà cố Thượng Đồng Cố Hỷ á, cống cái bích á, là 4 ngày, 14, 15, 19, 23, 29, 30. Là bà chị cả đó, Thượng Đồng Cố Hỷ là chị cả đó. Cái đợt dịch này là em lấy thuốc nam với thuốc xong cho mọi người để xong á, bây giờ cái công việc nhiều quá đi gánh không nổi, cái gì em còn phải dẫn người ta đi cắt nhiều nơi nữa. Còn 20 mấy ngày nữa em đến, em dẫn người ta đi Quế, đi về cung đình Quế. Cho anh đi với được không? Đi 10 ngày. Được. Huế, Đà Nẵng, Nha Trang, Đà Lạt, là đi chính xe đi 16 người. Nếu mà mấy anh có cơ duyên á thì mấy anh đi chung đoàn xe đó, anh quay được các cung cho các người ta về như thế nào. Vậy luôn hả? Dạ đúng. Mình quay đi, anh lấy hết pháp bảo theo luôn, anh muốn cho thấy. 10 ngày luôn. Dạ. Cái đợt tháng giêng mới về Đà Nẵng đó là đợt đi này cầu nguyện. Đi cái gì? Đi cầu nguyện cho Cửu Ly Thanh đi luôn. Ra ngoài cái cung của Phương Linh luôn. Dạ. Tại vì các người ta đi hụng tiền với nhau á.
Vì vậy là hiện giờ là em coi như là ai mà ta nhờ mình đi khai căn mà chứ là mình cứ giảm đi đòn gì đấy ha. Nè, thì gì? Nói thẳng với quý vị nè, đất nước Việt Nam nè, bà đó là Phụng Hoàng Lửa đó, đụng tới bà đó bà đốt rụi quý vị hết trơn đó, chị tôi đó. Nhưng mà được tôi quý vị bà đốt rồi tôi cứu được đó. Tôi là Phụng Hoàng Băng nè, Bạch Long cũng là tôi nè.